Xin chào các bạn đến với hướng dẫn game. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chạy H6.72 trên cụm H của máy PlayStation 4. Bạn làm theo thao tác của mình nhé. Đầu tiên chúng ta kiểm tra mình có phải ở pin V6.72 hay không bằng cách vào cài đặt xem như sau. Khi kiểm tra xong firmware đúng 6.72, chúng ta hãy mở Wi-Fi lên. Bật Wi-Fi lên rồi, các bạn thoát ra ngoài menu chính để vào web. Nhớ clean cache và copy trước khi dùng vì nó khá là quan trọng đấy. Xong rồi, các bạn vào lại cài đặt, chọn phần hướng dẫn người dùng, rồi chọn dòng đầu tiên. Nó sẽ đưa chúng ta đến web hack. Ở đây đơn giản thôi, chỉ cần chạy exploit xong chạy hand là xong cả rồi. Các bạn thoát ra và vào game tận hưởng thôi. Ok, vậy là xong. Các bạn nhớ like và subscribe giùm mình để có thêm động lực nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở clip hướng dẫn sau.